Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Có lẽ tháng 3 với tháng 4 chúng ta sẽ đón nhận nhiều tin. Tháng 3 thì qua rồi, các bác có thể thấy rằng là đốt lò vô cùng khủng khiếp thông qua cái việc mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương với cái thông báo kỳ họp mà cả Học viện Quân y, cả có thể cả Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch vân vân đều dính chảm và yêu cầu kỷ luật, chứng tỏ nó có một cái sai sót gì đây. Và đương nhiên thì cơ quan công quyền, tức là chúng ta gọi rằng là kể và chính quyền cũng sẽ xử lý kỷ luật, và ngay cả cơ quan công an điều tra họ cũng sẽ xem xét rằng là những cái vi phạm đó đã đến mức hình sự hóa hay chưa, đúng không ạ? Vụ việc anh Quyết Còi thì rõ rồi, chúng ta có thể nhìn thế này, đúng không? Đây là chúng ta có thể thấy rằng là bức ảnh anh Trà, anh Sinh và anh Quyết đó. Về sau có được bức ảnh này thì các bác không cần biết nhá. Nhưng tôi xin chia sẻ với các bác thế này, chủ đề ngày hôm nay ấy, là nhiều bác có hỏi rằng là tin đồn thì bao nhiêu hàm lượng là sự thật hả? Thì tôi xin không ngần ngại gì mà tôi xin chia sẻ với các bác rằng là chúng ta chỉ cần là một người biết cách quan sát, có đầu óc quan sát thì chúng ta sẽ tìm được cái sự thật thôi. Bởi vì xã hội thì có rất nhiều những cái quy luật thông thường để mà chúng ta có thể dễ dàng đoán biết được là hàm lượng cái sự thật là bao nhiêu. Tôi chỉ lấy ví dụ thế này. Với cái việc mà thị trường chứng khoán á, bị thao túng từ bao nhiêu năm nay rồi thì báo cáo với các bác rằng là 10 năm hay 15 năm. Những người chơi chứng khoán thực sự từ những giai đoạn đầu có thể biết được điều đấy. Và bên cạnh những cái lời hoa mỹ người ta dành cho một số ai đó, chúng ta không thể phủ nhận công công sức của họ và nhiều nhiều cái là có thật. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng lặng lẽ vun vén cho cái gì đó của gia đình mình và bản thân mình. Và những mối quan hệ chằng chịt mà các bác có thể nhìn thấy qua cái bức ảnh tôi gọi là anh Trà, anh Sinh và anh Quyết, thì người ta cũng đã mường tượng ra được rất nhiều điều, đúng không ạ? Cho nên việc anh Quyết bị bế đi ấy, là cái việc sớm hay muộn, là người ta có muốn làm hay là không muốn làm. Tôi thì nói như thế này, quả thì ai cũng nhìn thấy, nhưng để hái được quả thì phải chờ cho nó chín đã. Nó ương ương thì chờ cho nó chín đã rồi chúng ta sẽ hái được cái quả đó. Còn đương nhiên những kẻ nào gieo nhân thì sẽ có quả thôi. Và nhiều khi nhân quả nhãn tiền ngay ở trong cái kiếp này, nó thể hiện qua những cái giọt nước mắt của anh Trịnh Văn Quyết khi mà bị khám nhà và đọc lệnh bắt tạm giam. Tôi nghĩ rằng là giọt nước mắt đó chứng tỏ một cái điều này. Là cho tới tận cái giây phút đấy, anh ấy nghĩ rằng mình không bị sao cả. Đúng không? Hay chúng ta có thể thấy rằng CEO Phương Hằng cũng thế thôi, cũng nghĩ rằng như vậy. Và tại sao người ta lại gọi những vụ này là cái vụ thách thức pháp luật? Bởi vì nó đơn giản, họ cứ nghĩ rằng là ta là cái người đã sống qua cả một cái thời kỳ mười mấy năm, 20 năm rồi, cả thời kỳ 10 năm ta đã tồn tại, và cái việc lấy tiền che thân là việc rất bình thường, và các mối quan hệ chằng chịt như vậy là việc rất bình thường, thế cho nên còn lâu mới tới lượt ta. Nhưng họ quên mất rằng chúng ta còn có một vị cứu tinh vĩ đại, đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Phú Trọng. Thưa các bác, đúng không ạ? Và họ sẽ phải vào lò. Nhiều bác thì có hỏi rằng là về việc mà anh Đỗ Anh Dũng, cái tin đồn bị bắt ấy, thì có bao nhiêu tính xác thực? Thì tôi xin chia sẻ thế này. Các bác chỉ cần phân tích thế này thôi. Là các bác có thể tự mình nghĩ ra được rằng là và tự mình đánh giá xem là bao nhiêu hàm lượng là xác thực. Về các dấu mốc, về bản thân tôi ấy, là người làm thông tin chỉn chu thì tôi đặt ra từng cái dấu mốc. Trước đó thì có nhiều cái dấu mốc rồi, từ vụ đấu giá Thủ Thiêm, từ vụ gửi tâm thư, rồi là từ những cái vụ mà trước đó nữa liên quan đến việc huy động trái phiếu bất thường từ những cái đầu năm 2021 cho tới tháng cuối năm 2021. Và ngay cả cái việc mà báo cáo của họ là có một cái vấn đề gì đấy về báo cáo tài chính ở trong một số ngân hàng thì đã có một số dấu hiệu. Đấy là tôi là người làm thông tin chỉn chu.
thì tôi phải tìm cách mà có được những cái thông tin từ những giai đoạn như vậy và từ những cái thời điểm như vậy, nhưng mà vẫn chưa công bố từ những thời điểm đó. Chỉ đến khi nào bắt đầu tới tới quả nó gần chín rồi thì tôi mới thông báo với các bác, và cũng chỉ lặng lẽ như vậy thôi, không nói rằng anh ấy bị bắt. Nhưng tin đồn bị bắt của anh đấy là hiện nay đang tràn ngập khắp các mạng xã hội. Các bác có thể thấy rằng là rất nhiều KOL, rất nhiều phóng viên, rất nhiều chúng ta gọi rằng là những nhà báo, những người thạo tin nhất, bao gồm cả tin ở trong những người trong trong ngành an ninh và những người mang quân hàm nhưng làm báo, họ cũng nói về cái điều này. Và họ tất nhiên là biết cách nói sao cho đúng. Và thứ nhất, chúng ta coi đó là một trong những cái có thể nói rằng là một trong những cái có thể nói được rằng là về con người có thể đáng tin, nhưng chúng vẫn chưa đủ. Bởi vì có nhiều anh chị là nhà báo cũng việt vị nhiều lắm, việt vị nhiều lắm. Vậy thì chúng ta biết rằng là có bao nhiêu là đủ với một người bình thường, thì tôi xin chia sẻ các bác rằng là chúng ta nhìn qua cách phản ứng. Các bác chỉ đặt giả tưởng thế này thôi. Các bác ở trong gia đình của họ, đúng không ạ? Gia đình của họ, và gia đình của họ là những người quá hiểu mạng xã hội và chơi mạng xã hội. Con cái rồi là một số người có thể nói là dùng Facebook, Instagram, vân vân, và là một trong những hot luôn. Đó. Vậy thì họ có biết tin đồn này không? Chắc chắn họ phải biết. Đúng không? Vậy nếu như không có việc gì, chúng ta giả chẳng hạn một trường hợp tin đồn không đúng sự thật, thì họ sẽ làm gì? Một cách đơn giản nhất để mà xử lý, bởi vì sự thật thì không ai có thể che giấu được. Một cách đơn giản nhất để xử lý ấy, đó chính là việc báo cơ quan công quyền, lập một số cái Facebook, các Facebooker mà đưa những cái tin này lên và báo cơ quan công quyền để xử lý. Và bước thứ hai, sau khi làm việc này xong rồi á, thì họ đàng hoàng đăng một cái status lên rằng là những thông tin đó là sai sự thật và không đúng. Và thậm chí họ còn có thể cà khịa lại với cộng đồng bằng cách rằng là chụp ảnh mình với cả ai đó rất vui vẻ uống rượu vang vân vân. Hoặc thậm chí rằng là một cách khéo và tế nhị hơn, đó là họ có thể livestream nói chuyện với cả những cái người fan của họ và khẽ lia cái máy sang một phía nào đấy và thấy rằng là cái nhân vật nổi tiếng của chúng ta vẫn đang ngồi hút xì gà chẳng hạn. Ví dụ thế. Thế thì hoàn toàn có thể đập tan được những cái tin đồn kiểu như thế bằng một cách rất khéo và mang đầy cái tính lan truyền. Thế nhưng các bác có thể thấy rằng là trong vài ngày vừa rồi, tin đồn thì ra rất khủng khiếp. Nhưng tại sao họ lại im lặng? Thế thì trường hợp thế này là có thật. Đúng không ạ? Là trường hợp là có thật. Thì dám ra làm sao? Chúng ta đặt trường hợp giả ngược lại thôi. Thì lúc đấy mình xử lý thế nào? Nếu như nhà mình đúng là có người công an đến thật, nhà mình đúng là có vấn đề thật, và vân vân như thế này thật, thì mình có lên mạng để mình nói rằng là đó không phải là sự thật hay không? Bởi vì mình cũng tưởng tượng rằng nếu mình nói như vậy, theo cái cách mà tôi vừa chia sẻ với các bác ấy, nhưng nó dựa theo một cái nền tảng, đó là nền tảng giả dối, thì một ngày nào đó chẳng hạn, hình ảnh một chiếc xe của công an mang biển xanh 80B hoặc biển của Hà Nội mang xanh, biển xanh, chúng ta gọi là xe thùng đi, đến chẳng hạn, đấy, một vài chiến sĩ mặc áo xanh, một vài chiến sĩ mặc thường phục đứng bên cạnh, thì lúc này ta trả lời thế nào đối với cộng đồng? Có đúng không? Thì đấy là tất cả những cái thứ mà chúng ta có thể dùng cái cách để mà suy luận, để mà kiểm chứng một số thông tin, và chúng ta có thể dự đoán được là bao nhiêu phần trăm cái hàm lượng là sự thật. Cá nhân tôi ấy, thì chỉ xin chia sẻ các bác thế này. Cá nhân tôi ấy, thì tôi chưa thấy một người nào có được một cái gọi rằng là xử lý ngoài cái thứ, ngoài ba cái thứ mà tôi vừa nói, à ngoài hai cái thứ mà tôi vừa nói. Cái thứ ba nữa là người ta có thể rằng là im lặng. Thường thường á, im lặng nó lại xảy ra một trong cái trường hợp này. Người ta cũng im lặng, nhưng một thời gian sau là cái anh chị đó lại tung tăng tung tăng. Có nghĩa là thực tế trong cái giai đoạn, trong cái bối cảnh, trong cái khung thời gian mà tin đồn ra ấy, là nó có hàm lượng cơ sở của sự thật. Và nhưng mà vì một lý do nào đó, có thể là do mấy cái chữ ệ hoặc là do một số cái gì đấy thì không chứng minh được, và họ lại tung tăng ra ngoài.
thì lúc này họ có thể lên mạng để nói mạnh được, nhưng họ sẽ không nói ở trong cái thời điểm đấy. Thì đấy là ba cái trường hợp thôi. Và họ có thể kiện ngược lại, nhưng họ cũng không thể nào kiện ngược lại thời điểm đấy cả. Đó. Cho nên ấy, bởi vì cái trường hợp thứ ba là như vậy, và để mà cho các Facebooker và một số người khác, người ta không nói thẳng ra là anh này bị đấy, nhưng người ta nói sẽ có cách mà ai cũng hiểu, ai cũng hiểu và ai cũng dễ dàng suy luận. Nhưng nó chỉ trong ba cái trường hợp này thôi. Thì ít nhất chúng ta ráp nối lại cả ba cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là tin đồn là nó có cơ sở, có cơ sở và rất nhanh thôi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ nhận thấy được rằng là có thể là thứ hai, cũng có thể là thứ ba, và chậm nhất là cuối tuần chúng ta sẽ đón nhận một vài cái tin. Với kinh nghiệm là người làm truyền thông thông tin ấy, thì tôi xin chia sẻ đôi điều với các bác như vậy để các bác có thể là hiểu thêm và phân tích kỹ hơn. Còn nói thật với các bác như thế này, tôi tâm sự mạn phép một chút. Tôi không thích một số người vào và nói nọ nói kia. Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, vân vân. Thì tôi xin chia sẻ các bác thế này. Mình nói gì nó phải đúng pháp luật và đúng cả đạo lý nữa. Thứ nhất là mình có những thông tin và có những căn cứ. Nhưng mình cũng hiểu rằng là cái phạm vi mình nói là tới đâu. Đó. Nếu phạm vi mình nói vượt quá cái sự việc ra thì chênh lệch nhau có một ngày thôi là đã đứt rồi. Tôi chỉ ví dụ như các bác thế này, một cái ví dụ một ngày nào đó, và ví dụ như là cái thông tin là tôi lấy ví dụ như thông tin của anh Nguyễn Văn A đi, à thôi tôi nói là anh Hoàng đi, là thông tin Hoàng Dôn bị bắt, đúng không? Thông tin thì dập dìu và một Facebooker nói rằng là Hoàng Dôn đã bị bắt. Và cái bài này là vào 12 giờ vào 5 giờ sáng của ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022. Và anh ta post bài lên đúng cái thời điểm đó. Thế nhưng thực tế là tôi chưa bị bắt. Nhưng tôi sắp bị bắt. Ví dụ thế. Và đến 12 giờ trưa chẳng hạn. 12 giờ trưa là tôi bị bắt. Có nghĩa rằng là tin này có đúng hay không? Về mặt bản chất chúng ta hiểu tin là đúng, nhưng về mặt pháp luật thì lại không đúng. Bởi vì cái lệnh thì được ký vào lúc 12 giờ trưa. Có nghĩa rằng nó sau cái thời điểm anh ta bị nói, sau cái điểm anh ta nói. Thì về mặt pháp lý, người ta vẫn có thể xử cái anh Facebooker đó là thông tin sai sự thật. Đúng không? Vì ít nhất vào thời điểm đó, Hoàng Dôn vẫn chưa bị làm sao cả. Thì đấy là cái giới hạn mà tất cả mọi người đều phải hiểu. Và để thông tin ra được một cái thông tin cụ thể thì chúng ta phải rất là rõ ràng, chứ không phải rằng là chúng ta có một cái, có những kẻ nó chỉ thích ăn sẵn đấy. Tôi nói thật với các bác, chúng ta sinh ra cái đầu để mà tư duy, và sinh ra cái não để biết suy luận, và sinh ra cái mồm để mà cẩn trọng, vì chúng ta chỉ có một cái mồm thôi, nhưng chúng ta có đến hai cái tai và hai con mắt. Chính vì thế chúng ta phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, và muốn hiểu biết thì chúng ta phải động não, chứ chúng ta không thể nào mà để ăn sẵn để ra được. Tôi thì tôi không thích những người lười, đặc biệt là lười tư duy. Không biết các bác có thích hay không, nhưng tôi thật sự không thích những người lười, đặc biệt là lười tư duy. Còn bây giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng là tại sao không một ai lên tiếng, không một ai lên tiếng về anh Đỗ Anh Dũng khi mà tin đồn đã tràn ngập khắp nơi? Anh Dũng có bạn không? Chắc chắn là có. Ít nhất bạn bè của anh ta cũng có thể lên tiếng về việc này. Không chỉ gia đình mà nhiều khi có thể bạn bè. Bởi vì thông tin thì bao giờ cũng đến với anh Dũng trước tiên. Sau đó là đến với gia đình anh Dũng. Và cuối cùng là đến với bạn bè anh Dũng. Cho nên những nguồn thông tin đó nếu mà không chuẩn mực và anh Dũng vẫn ở nhà hoặc vẫn vân vân, thì xin phép với các bác rằng là họ đã lên tiếng đính chính từ lâu rồi. Đúng không ạ? Đó là phản xạ thông thường của con người. Đôi điều chia sẻ với các bác như vậy vào buổi sáng để mà tâm sự thật. Còn cách nào để tôi lấy được thông tin thì đó là cách của tôi. Cái này là tôi không chia sẻ được. Không phải chia sẻ được bởi vì tôi không phải là tôi ngại chia sẻ, mà là nó có hại cho nhiều người. Đó. Hại cho một mình bản thân tôi thì ok tôi vẫn chia sẻ được, nhưng có hại cho nhiều người thì tôi không chia sẻ được đâu.
Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một hạt nhân nói là tai hại cho nhiều người nhé. Thì các bác nên nhớ rằng một câu thế này này. Ở nước ngoài người ta có hẳn cái quy định là bảo mật nguồn tin. Đó, bảo mật nguồn tin. Và kể cả nguồn tin nào thì có những người báo chí, một trong những cái tự trọng nhất của nhà báo, cả nước ngoài kể cả Việt Nam tôi nghĩ rằng giống nhau, một trong những cái tự trọng nhất của nhà báo, kể cả anh có thông tin, nhưng mà cái nguồn thông tin của anh, anh có thể chuyển ra ngoài, nhưng mà sống để bụng, chết mang theo. Kể cả khi, tôi nói thật với các bác, kể cả khi tôi có vào cơ quan an ninh mà người ta điều tra hỏi rằng là tại sao có ấy, thì tôi sẽ dùng chứng cứ để tôi chứng minh. Nhưng một cái tên con người cụ thể là không bao giờ hoàn toàn để nói được, kể cả có chết. Đấy là phẩm chất và phẩm giá nghề nghiệp. Đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành. Và cũng đó là cái lời cam kết công khai với tất cả những nguồn tin của tôi, là tôi bảo mật hoàn toàn. Cảm ơn các bác.